xin chào mọi người hôm nay tôi mang đến một tin tức rất lớn trong thế giới của p network chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi nơi cung cấp mọi thông tin về dự án p network tôi rất vui khi được chia sẻ những cập nhật đột phá về p network nếu bạn cũng hào hứng với hành trình của p network như tôi hãy ở lại đây vì video này sẽ rất quan trọng trong video hôm nay chúng ta sẽ khám phá những cột mốc quan trọng đang đưa Pi Network tiến gần hơn tới giai đoạn mở mainnet. Nicolas đã chia sẻ những cập nhật quan trọng có thể thay đổi cách chúng ta hiểu về cuộc cách mạng tiền điện tử này. Còn những mục tiêu nào cần đạt được? Hãy theo dõi đến cuối video để khám phá cách bạn có thể trở thành một phần của sự thay đổi lịch sử này. Tin tức mới nhất cho biết, Nicolas đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về sự ra mắt của mạng lưới mở sắp tới. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Những pioneer của Pi Nicolas đã nêu rõ rằng việc ra mắt mở Mainnet phụ thuộc vào việc đạt được một số cột mốc quan trọng. Bao gồm việc xác minh danh tính người dùng thông qua KIC, chuyển đổi 10 triệu ví từ testnet sang mainnet và xây dựng 100 ứng dụng phi tập trung, đáp, trên hệ sinh thái của Pi Network. Hiện tại, Pi Network đang trên đà tiến tới mục tiêu này. Tính đến Pi 2D vào ngày 14 tháng 3, Số lượng tài khoản KIC đã đạt 9,45 triệu và dự kiến sẽ đạt 15 triệu vào tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là việc chuyển đổi 10 triệu ví MENET. điều này đòi hỏi sự hợp tác từ cộng đồng để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và tránh các giao dịch chợ đen. Trong thế giới tiền điện tử không ngừng phát triển, việc bảo vệ tính hợp lệ và an ninh của tài sản là điều rất quan trọng. Đối với người dùng Pi Network, bỏ lỡ các hạn chót quan trọng có thể dẫn đến mất toàn bộ số pi bạn đang nắm giữ tôi sẽ giải thích lý do tại sao hành động ngay lập tức là cần thiết và cách bạn có thể bảo vệ pi của mình khỏi những rủi ro mất mát tiềm ẩn khi thời hạn cho các quy trình kic biết khách hàng của bạn và các yêu cầu khác đến gần chúng trở thành những cột mốc quan trọng đối với người nắm giữ pi không hoàn tất quy trình KIC hoặc không tuân thủ các bước cần thiết có thể dẫn đến mất pi mà bạn đã nỗ lực tích lũy trước đó. Trong một hệ thống phi tập trung như Pi Network, việc tuân thủ thời hạn là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn và giá trị của tài sản của bạn. Và đây là các bước để bảo vệ Pi của bạn. một Hoàn tất quy trình KIC ngay. Đảm bảo bạn hoàn tất quy trình KIC càng sớm càng tốt bước này rất quan trọng để giữ cho tài khoản của bạn hoạt động và an toàn kic là phương pháp xác minh danh tính của tất cả người dùng đây là yêu cầu cơ bản để tiếp tục tham gia vào hệ sinh thái Pi network hai xác minh thông tin tài khoản của bạn kiểm tra lại thông tin tài khoản của bạn để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu bắt buộc đều được cập nhật và chính xác dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ có thể khiến tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chí cần thiết 3. Theo dõi thông báo chính thức. Hãy theo dõi thông báo chính thức từ P Network về thời hạn và thay đổi chính sách. Tham gia kênh truyền thông chính thức của P Network để nhận thông tin và hướng dẫn mới nhất. 4. Duy trì sự tham gia tích cực. Duy trì sự tham gia tích cực trong cộng đồng P Network và tham gia vào các hoạt động đang diễn ra. Sự tham gia nhất quán không chỉ giúp bạn duy trì kết nối mà còn giảm nguy cơ tài khoản của bạn bị coi là không hoạt động đừng để nguy cơ mất pi của bạn trở thành hiện thực. Hành động nhanh chóng và giám sát tích cực các thời hạn và yêu cầu là rất quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn. Bằng cách hoàn tất KIC, xác minh thông tin tài khoản của bạn và cập nhật các thông báo chính thức, bạn có thể đảm bảo pi của mình vẫn an toàn và bạn vẫn đi đúng hướng. Hãy hành động ngay để bảo vệ tài khoản pi của bạn và tận hưởng đầy đủ các lợi ích của pi network cảm ơn bạn đã theo dõi và cùng tôi tìm hiểu về tương lai của p network đừng quên xem các video khác trên kênh của tôi để cập nhật thêm thông tin và phân tích về sự phát triển của tiền điện tử hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống chúc cộng đồng p network ngày càng phát triển và thành công